gửi lời chào đến quý vị và các bạn khán giả đang theo dõi qua các kênh phát sóng trực tiếp của Garena Linko Mobile. Quý vị thân mến, chủ nhật luôn là ngày thi đấu cuồng nhiệt và sôi động nhất tại đấu trường Danh Vọng. Mặc dù trận đấu mở màn không có quá nhiều điều bất ngờ, khi đó là một chiến thắng 3-0 dành cho GG Live trước đối thủ là MDH, nhưng những trận đấu tiếp theo hứa hẹn sẽ là những trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ và trò chuyện với NTZZ của anh chàng được mệnh danh là thợ săn MVP mới nổi trong khoảng thời gian gần đây. Xin chào NTZZ. Dạ, hello mọi người. Chỉ trong 2 tuần đấu thôi mà bạn đã có tận 10 MVP. Có phải là bạn đang cạnh tranh MVP với Maris hay không? Dạ, có lẽ là em đang cạnh tranh với Maris. Thực sự là cạnh tranh luôn. Thế thì trong tương lai, bạn nghĩ là mình có thể chiến thắng anh chàng này không về số lượng MVP? Dạ, em nghĩ là có thể. Có thể, vâng ạ, và cũng hy vọng là điều này có thể trở thành hiện thực nhé. Ngày hôm nay trong 2 ván đấu đầu tiên thì các bạn đã chèn ép MDH mất cả 3 đường lính siêu cấp. Liệu đây có phải là một trận đấu quá dễ dàng với mình không? Dạ, ngày hôm nay các em đánh đúng phong độ nên là có kết quả 3-0 khá là dễ dàng. Vâng ạ, thế là bạn nhận định đây là một trận đấu hơi dễ dàng với mình. Ngày hôm nay thì người đồng đội của bạn là Kuga đã có phần thể hiện rất xuất sắc với con bài Q và Florentino. Liệu bạn có lời khen nào muốn dành cho người đồng đội của mình không nào? Dạ, em nghĩ là có lẽ là Kuga đánh hôm nay đánh bình thường, không hay, không hay. Thế là không có lời khen nào hết. Thế thì theo bạn ngày hôm nay ai là người có phần thể hiện xuất sắc nhất nếu không phải là Kuga? Dạ, em nghĩ là Tama. Thế thì thay vì dành lời khen cho Kuga, mình có thể dành lời khen cho Tama không? Dạ, không. Không luôn, có gặp người đồng đội rất tốt. Hiện tại, sau ván đấu vừa rồi thì các bạn đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. NTZZ có hài lòng với kết quả này hay chưa? Hay là vẫn còn tham vọng ở một vị trí cao hơn? Dạ, vị trí hiện tại thì tụi em cũng khá là hài lòng, nhưng mà mong tương lai có thể tiến xa hơn nữa. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn NTZZ về màn phỏng vấn vừa rồi và cũng xin chúc cho ước mơ khát khao của các bạn có thể trở thành hiện thực trong tương lai. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn nhãn hàng sữa chua uống tiệt trùng TH Chu Gia Kết đã đồng hành cùng đấu trường Danh Vọng mùa đông năm 2023. TH Chu Gia Kết tiếp năng lượng, lập chiến công. Và cũng xin chân thành cảm ơn thương hiệu mì ăn liền Hảo Hảo vì đã đồng hành cùng chúng tôi. Hảo Hảo, bùng hảo vị, chiến hảo game. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao trước khi bước vào trận thi đấu tiếp theo.